Ngày 4 tháng 3 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nội dung buổi làm việc xoay quanh việc tháo gỡ những khó khăn, tìm ra những giải pháp đột phá cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Bí thư Đảng ủy đã báo cáo những thành tựu quan trọng của nhà trường trong năm qua, cụ thể như: nhà trường đã có nhiều chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên. Nhiều ngành chuyên ngành mới được xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu khoa học có những bước phát triển vượt trội về số lượng và chất lượng. Các chương trình nghiên cứu trọng tâm hướng đến phục vụ thực tiễn và khẳng định bản sắc riêng của nhà trường. Hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, công bố xuất bản quốc tế ngày càng tăng, vân vân. Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu và thảo luận, Giám đốc Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị nhà trường cần kiên định với mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu. Trên cơ sở bám sát các tiêu chí của đại học nghiên cứu mà Đại học Quốc gia ban hành, nhà trường cần rà soát và đề ra những mục tiêu cụ thể với một lộ trình rõ ràng để thực hiện những mục tiêu đó. Trong hoạt động đào tạo, trường cần từng bước rà soát, quy hoạch phân tầng chất lượng, lập ra bản đồ các chương trình đào tạo với các thứ tự ưu tiên khác nhau. Cốt lõi là các chương trình đào tạo cơ bản, nhưng đồng thời cũng chú trọng các chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhà trường cũng cần quy hoạch các trọng tâm nghiên cứu gắn với các chương trình đào tạo với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Cuối cùng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đề nghị nhà trường cần tiếp tục nâng cao tính chủ động, năng động, sáng tạo và quyết liệt hành động để nhanh chóng thực hiện hóa mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu có vị trí và uy tín trong khu vực và quốc tế.